Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn con hẻm nhỏ nhất thành phố Biên Hòa. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn xem qua nha. Đó, hiện tại giờ bắt đầu mình quẹo vô là con hẻm 18 của thành phố Biên Hòa các bạn. Con hẻm này là hồi xưa là nổi tiếng nhất thành phố Biên Hòa. Nó vừa nhỏ mà chỉ có một chiếc xe đi thôi, hai chiếc đi ngược lại nó sẽ vướng. Đây cũng là một con hẻm nổi tiếng lắm các bạn. Hồi xưa là dữ dội lắm. Các bạn thấy em chạy luồn đi vô. Đi riết qua bên tới bên kia luôn. Giờ mình chạy vô mình cũng không biết đi đường nào á, sợ xém lạc đó các bạn. Đó là thuộc phường Quyết Thắng. Đi riết ra để coi coi giờ nó biết ra đâu. Hồi xưa ở đây là những anh hùng hảo hán nhiều nữa các bạn. Đó, bây giờ đi vô khúc trong rồi thì nhướng cái anh dọn rác này, chờ anh qua mình mới qua các bạn nha. Có cái thang này chắc qua được. Ông dướng rồi chạy tiếp đi thôi. Đó, các bạn thấy nhỏ chưa, phải nói là nhỏ thiệt, hai chiếc xe đi qua lại là dướng. Hẻm này đầu đường là nó nằm đường 30 tháng 4 các bạn, gọi là hẻm 18. Hẻm này rất nổi tiếng các bạn. Đó, giờ chắc qua hẻm 200. Bên kia thấy bộ bích đường này chắc lạc. Thôi mình chạy tiếp thôi, đi điếc nó cũng ra thôi. Nó nằm ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa các bạn. Đây nó luồn đi giáp vòng hết trơn, hẻm này qua hẻm kia. À, mình biết rồi, bây giờ nó ra cái đường cái hẻm 200 này, nó ra cái đường Cách Mạng 8 các bạn. Nó còn một đường nữa mình đi lạc rồi, có đường đi ra đường Phạm Văn Thuận. Mà cái đường đó đi lạc rồi, đi qua bên Cách Mạng 8 rồi. Đó, đầu đường Cách Mạng 8. Giờ mình ngừng lại, mình ấy cái này, cái anh sửa máy cái chạy tiếp nha. Lỡ đi vòng mình đi vòng luôn cho nó qua khúc đoạn đường nữa các bạn ha, các bạn thông cảm nó nhỏ đi vòng chút xíu hết à. Về tới ngã tư chợ đó, đi giờ đi lên tới đường vòng lên đường trên đây đi vòng cho lỡ. Đường này hình như đường Phan Trục Chinh thì phải.
ngày vô khu nhà mới, rồi quẹo ra đường này và dắt đường Phan Đình Phùng. Này cái hẻm này người ta gọi là cái hẻm Từ Búa nè các bạn, quán cơm Từ Búa. Quay trở lại video đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào tạm biệt, bye bye.